Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc vali này, giống như là cô gái chuẩn bị đi du lịch nhá. Các bạn hãy bắt tay vào tô cùng với mình nhé. Trước tiên là mình sẽ tô bông hoa trên chiếc nơ trên đầu này. Mình tô màu tím nha. Với chiếc vali này mình tô màu xanh nha. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Một bức tranh rất là đẹp này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha.
Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nhé.